quay máy chuyển đi nha bạn ơi. Qua bờ luôn. Ở trong đây nó vuông vuông nhỏ nhỏ gì không nè các bạn. Cái bờ phải qua cái đào nè các bạn thấy không? Chiều đó các bạn. Đó. Đó, độn như lên dễ đó. Ghê không? Bí thật. Lên ghe luôn hả? Lên ghe đó. Con này chắc tại mình xích yếu không chạy không nương các bạn ạ. Cái này lên tới bình thường có gì đâu. Gõ mới chạy ra đây đi chứ. Nãy là chạy vô đi qua các bên đó mà ông không được qua, cái cột bên này được qua ai biết. Ừ.
sợ cái chỗ ra hồi nãy á, sợ cái chỗ hồi nãy nè, đâm vô đó rồi ra ra không được á. Ừ. Ừ. Cũng khổ. Bỏ đi. Bỏ đi sáu luôn. Ừ. Ngắt à cha ơi. Ông đi không có miếng gì. Biết rồi, mà tháng này không đến nổi đâu. Phải vì tháng nước mà nó chậm ê á. Nó xanh xanh là sợ. Tháng khô dù gì nó cũng cứng lớp à. Cái kia tinh xanh mấy ông sợ đi. Đây đổ mà đất mà lá đó tôi vô nó đi. Đúng rồi. Cứng cứng rồi sập xuống cái cá thì thấy cảnh này. Ừ. Không có người đi dọi đường luôn nè các bạn, trăm lẻ mà dọi đường luôn nè, cắt có lơ dọi đường nè các bạn không, chỉ luôn đó, ghê chưa, sợ lúng quá. Quả khẩu rồi ai đốt ác trời, hết thấy đường nó bỏng. Hết đẹp luôn. Nắng mà có khói. Nốt khói đó nó dính mờ mờ kìa. Quay vô giờ thấy kìa. Không đẹp tôi bỏ. Bởi vậy. Không trong. Ê, ê. Cái gì nó gị gị xuống cái ghê vậy? Trời đất đi, có đâu. Hãy subscribe.